Đây là giải đấu được tổ chức bởi những người yêu bóng rổ không chuyên Hà Nội, nhưng sự chuyên nghiệp thể hiện rõ nét từ khâu chuẩn bị cho đến công tác truyền thông. Bên cạnh việc đầu tư vào nâng cấp hình ảnh cũng như số lượng, chất lượng, tần suất bài viết, thì năm nay là lần đầu tiên giải bóng rổ không chuyên Hà Nội được tường thuật trực tiếp với công nghệ quay phát tốt nhất nhờ sự tài trợ của VTV Cup và VTV Play. Với năm thứ hai thực hiện xã hội hóa bóng rổ, giải đấu năm nay thu hút được sự góp mặt của số lượng lớn các nhà tài trợ như câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp Hà Nội Buffalo, VBA và cả Sparring. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã thực hiện nâng mức vé cho các trận đấu so với mùa giải năm ngoái. Cũng nhờ đó mà lần đầu tiên, các câu lạc bộ xếp ở vị trí cao nhất và cầu thủ xuất sắc nhất sẽ được nhận thưởng bằng tiền mặt. Mặc dù là sân chơi không chuyên, nhưng giải đấu đã quy tụ được cả những tên tuổi đang thi đấu chuyên nghiệp cho câu lạc bộ Hà Nội Buffalo. Cũng dễ hiểu bởi đây chính là bệ phóng đã và đang đã giúp không ít cầu thủ không chuyên tiến lên con đường chuyên nghiệp như Thành Đạt, Thái Hưng và cả Hoàng Trung. Chưa kể giải đấu còn có sự góp mặt của một cầu thủ ngoại quốc là Mustafa đến từ câu lạc bộ Jokers. Giải đấu năm nay chứng kiến sự trưởng thành của những đội bóng có nhân sự trẻ như 7-1, Jokers, Drops và cả Seydang. Điều này tạo nên không ít bất ngờ và kịch tính cho đến phút chót trong các trận đấu ngay từ vòng đấu bảng. Đặc biệt là đối với Chiếc Cần Đăng, đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ thứ hai của giải đấu, đã lần lượt đánh bại những đối thủ nặng ký như Hidden Dragons, Jokers và nhà đương kim Drops để có lần thứ 7 đăng quang trong lịch sử giải đấu.